Rồi, chào mừng các bạn trở lại với kênh YouTube của mình. Thì video ngày hôm nay thì mình có làm xe con Novo 6. Tại sao gọi là Novo 6 thì mình chỉ cho một số anh em hỏi mình á, để anh em phân biệt luôn. Cái chiếc Novo 6 á là cái cầu này nè, nó nằm ở trên. Còn chiếc Novo 5 á thì cái cầu cái dòng đèn cầu nè, nó sẽ nằm ở dưới. Ha. Má có thằng khỉ chó nè. Má đục vô mặt bây giờ mày làm trò gì vậy? Ok. Cái đầu đèn này anh em, cái này thì của chiếc Novo 5 thì ngay đây thì nó sẽ nhọn lên, còn này thì Novo 6 nó khuyết xuống thôi, nó khác một số chi tiết nhỏ. Như này Novo 5 thì nó có bốn cái sừng ở bên đây nè, cái này thì nó không có, chỉ cho anh em đơn giản sơ vậy thôi. Còn cái ở phía sau thì đèn xe này á, anh em con này cái khùng chó vừa phải thôi, nó là chó điên luôn rồi. Cái xi nhan này nè của chiếc Novo 5 á, xem mình chiếc Novo 6 thì nó nhọn lên gì nha, anh em nhìn thấy cái hình đỏ không? Novo 5 thì nó gời ra ngoài, nó gời ra bên hai cái bẩn xíu, mình nói sơ sơ thôi. Nhưng mà mục đích của mình hôm nay thì cái video này thì mình sẽ cho anh em nghe tiếng máy của xe nha. Thằng nào vô bóp đáng cho ta coi, đi kêu con mẹ mày. Rồi thì mình vừa cho anh em nghe qua cái tiếng máy của nó. Thì đối với dòng xe Novo 456 thì nó có một cái sự hiểu lầm rất là dễ hiểu lầm ở cái tiếng mà giọng cành anh em. Tại vì nhớ anh em làm đã đừng qua bên mang xe qua bên mình làm thì anh em biết rồi. Thì cái chiếc đối với chiếc Novo mà khi mà nó giọng cành á thì là do ở bên cái nồi trước á, bên trong cái nồi trước của chiếc xe này nó có một cái thớt đề. Cái đế đề hay gọi là cái thớt đề cũng được nữa. Thì cái đó nó bị mấy viên bi anh em, nó ba viên bi đề nó bị lỏng á. Nó không còn được lò xo, nó không được căng á, nó bị lỏng bi á. Thì nó cũng sinh ra cái tiếng giọng khình bên đó nữa. Nhưng mà cái xe này thì nó không phải bị do bên cái đế đó. Tại vì cái xe nô này nè là chủ xe nói mình là trước đó đã bị lúp hết nhớt lúp bê một lần. Nhưng mà đem đi làm thì sau khi làm xong á thì chạy được nay còn mấy tháng rồi, thì giờ hôm nay nó kêu rất là nhiều luôn, nó kêu rất là lớn luôn. Thì xe này của mình giờ thì rồi giờ mình mở ra cái nồi ra rồi nè. Giờ thì mình nổ máy, trước khi mình mở cái nắp này ra thì mình sẽ nổ máy cho anh em nghe được tiếng máy một lần nữa nha. Đó, giờ anh em nghe cái tiếng nhỏ không? Đó chưa? Bây giờ thì mình sẽ tắt máy ha. Đó. Giờ mình sẽ bắt đầu mở cái nắp này ra. Mình cho anh em xem bên trong nha. Rồi anh em, mình mở cái nắp ra rồi. Giờ thì mình sẽ kéo này ra. Rồi, bây giờ thì anh em muốn kiểm tra đúng không? Anh em mở cái khâu lớn này xuống đi. Dạ anh em chú ý cho mình, khi anh em mở cái phần mà cái thớt đề này nè thì anh em phải coi là đây nè, đây nó có một cái khâu này nè. Nhiều khi anh em thay một cái thớt đề mới mà anh em không để ý cái khâu này nè, anh em mà gáp vào và thiếp cái khâu này nha là nó kêu thấy bà luôn, nó kêu còn hơn là lúc chưa làm nữa. Đó, bỏ đây đi. Rồi thì bây giờ nhiệm vụ lại là anh em kiểm tra, nó sẽ có hai nơi để kiểm tra. Thứ nhất là anh em kiểm tra đối với dòng xe Novo 4 á, 4 năm mà những nó có 26 nó có hai loại thớt đề. Một thớt đề tán chết như thế này và một loại thớt đề là nó sẽ có bàn ống chích ở đây nè, bàn ống chích thôi. Đó, cái loại ống chích thì nó dễ rơ hơn. Rồi cái loại này á thì anh em kiểm tra đây xem cái độ rơ lắc của cái này nó tán chết rồi, nó không có rơ lắc đâu. Anh này kiểm tra cho mình 6 viên bi trong đây nè, 6 những viên bi ở trong đây nè. Đây. Anh em xem có cái viên nào mà nó bị lỏng không? Đó, nhìn bi nó bị ship mấy cái lá nhíp rồi á thì nó lắc. Còn cái này là nó không bị anh em. Nha. Cái này nó còn rất là cứng luôn. Đó, cái thớt đề này nó còn rất là cứng luôn. Đó, thấy chưa? Nghĩa là cái thớt đề này vẫn còn rất là cớt. Nó không có ảnh hưởng gì đến cái vấn đề của
tiếng kêu. Bây giờ thì anh em có thay cái thức mới vô, nó vẫn kêu y chang như cái tiếng hồi nãy đó. Thì mình cho anh em dẫn chứng cho anh em xem, để vì nhiều xe có một số xe nó chỉ bị kêu y chang như tiếng này, nhưng mà chỉ cần anh em thay cái thức đề này mở ra mà thấy cái thức đề mà nó bị lỏng lắc luôn nha, anh em lắc cái phần này mà nó sụt luôn á. Đối với Novo 4 thì trước mình có một số chiếc nó bị, nó có băng ốc dưới đây nè, nó hồi giờ nó dặn vào nhưng mà nó dễ bị tuôn lắm, nó tuôn ra cái đầu cái đế với cái hai miếng đế này là hai miếng mà nó sẽ bị lắc với nhau á, nó giọng rất là ghê. Thì anh em cần thay cái đó vào là không cần phải gã máy, bởi vì mình cân nhắc mình kiểm tra trước, mình lắp cái mình thay cái đề trước đi. Nếu như mà thay vô mà không hết thì mình mới tính tới chuyện gã máy. Nhưng mà xe này ban đầu mình đã bắt bệnh cho nó đó, mình nói xe này nó đã bị cái kêu dên đó, tại vì mình mở như ra như thế này thì mình không đề được, tại vì ở đây cái thất đề mình đã lấy ra ngoài rồi, mình không đề được nha anh em đó, nên là để mình chia sẻ cho anh em để anh em xác định được nó gì, nó giọng cái này nó kêu khình. Rồi thì bây giờ đó mình sẽ rớt luôn cái đầu lồng này ra và gã máy ra luôn cho anh em xem bên trong có đúng là bị kêu dên và đạn dên hay không đó. Rồi để anh em xem lại để em có thêm một ít kinh nghiệm giờ khi đi xe hoặc anh em sửa chữa. Rồi bây giờ mình tháo nha anh em. Mình vừa rớt cái đầu của chiếc xe Novo xuống đây nè, bạc số bắp nhưng mà bình thường chưa có bị xì ha, nằm nhìn số bắp cũng rất là đẹp, cái điều đã đóng đen hơi nhiều, chắc là cái bê tông đóng đen cũng quá, chắc bị lên nhớt rồi. Để mình bỏ qua đây bên này rồi nhà gớt cái lòng này, rút lòng này rồi cho anh em xem được tại sao nó kêu. Đó, giờ thì mình rút ra rồi ra để cho mình coi lòng này. Ây cha, đây, ô trời, anh em thấy cái lồng chưa nè, thấy nó sọc hết rồi nè, đây sọc hết, nó bị sọc hết rồi anh em giờ. Nhưng mà anh em nhìn thấy nè, là một điều nè là tại sao cái bê tông chúng ta nó lại bị như vậy nè, đây sọc chưa đó. Lấy cây kìm á, mở cái phe có cái nhọn nè, cho cái phe cái vậy để mình mở cái bê tông xuống này. Này mình thấy cái bê tông này có tại sao nó lại bị sọc, giống như bị xếp bẹ không em, để lên trên luôn, cái tay cũng phải để lên trên này nè, trên cây này luôn nè. Ừ dễ chân luôn nè. Rồi lấy gãi nè, rồi lấy cái bê tông này nè, em để xuống đây. Anh em nắm nè, bây giờ mở cái bông, bây giờ anh em cần nắm cái cốt của lăng này nè, anh em rút qua rút lại đây, chào không bây giờ anh em rút qua rút lại nè, nó sụp sịch luôn, nó bị lỏng lóc, nếu nó bị lỏng lưng bằng đạn anh em nắm nè, lắc qua là nó sụp sịch luôn nè. Nó đi lát mình vẽ cục máy ra sao, giờ mình cùng khám phá cái bê tông. Anh em nhìn cái bê tông nè, nó đóng nhớt quá trời đóng nhớt luôn, đúng chưa, thấy không, đây hồi nãy đây là đây rồi đây, sao có chấm, cái chấm này lại nằm trên như có cái bạc nhớt nó bị ship anh em nè, ô quá nè, đốt nhớt rồi nè, đây mình để mình gài vô, đây mình gài vô rồi, anh em thấy có gì đó sai chưa, cái phần ở dưới này ít, phần dưới đây nhiều đấy, anh em nhìn kỹ đi nè đó. Dạ, cầm máy ra, anh kiểm tra đúng không? Anh em nha, chấm bê tông nó nằm vậy nha. Đó, nó nằm vậy nè. Thì cái chấm bi này á, là hồi nãy mình gỡ cái phê gài là mình gỡ bên đây. Đó, cái chỗ gỡ phê gài mình bên đây. Bên đây nó còn cái phê gài nè. Đó, là mình gỡ bên đây thì cái hướng này nằm trên. Thì chấm bê tông này giống như là đã bị gấp ngược. Để mình đo đúng không nha. Đó. Rồi. Đây là 17 anh em cái phần mà ở dưới nè, nếu mà mình nằm ngang như này là cái bê tông này là nó đang nằm dưới nè,
còn dưới này là 17 anh em nha, còn cái phần dưới đây là nó 18 anh em. À, có vậy có nghĩa là đây nha. Vậy có nghĩa là cái trái bê tông này đã bị gấp ngược nha anh em. Trái bê tông này lại bị gấp ngược. Đấy đơn giản thôi, mình ngó qua mình nhìn thì mình ở đây mình sọt cho ra đây nè là nó chặt nứt à. Nhưng mà mình quay qua đây mình sọt đây nè thì nó rộng. Đó. Thì trái bê tông này bị gấp ngược. Bởi vậy nó gấp ngược nên là cái phần này nó sẽ cào cái lồng anh em. Nó cào cái lồng được, nó sẽ lên nhớt được luôn, nó lên nhớt nên nó đốt nhớt luôn. Đây. Bây giờ xe đi mấy tháng mà vẫn bị kêu, vẫn bị lên nhớt là gì nè. Đó. Cái dấu chấm bi này thì của cái chấm tông này đây lẽ phải nằm ở dưới. Đó, phải nằm gì nè, nhưng mà chấm tông nó lại nằm ngược cái gì. Vậy là thêm một chấm bê tông bị gấp ngược nữa nha anh em. Xe bị gấp ngược. Nè, cát mình đẩy cát ra ngoài được nè. Để mình đẩy. Lấy rồi mình đẩy cái cát bê tông ra nè. Đây ha, cho anh em nhìn đó, cái đầu mà có cái phay gài thì nằm ở đây đó, mình mở bê tông là mình mở cái gì thì cái bê tông này, cái chấm bi này nó bị ngược đó, chấm bi này nó phải quay xuống như thế này thì cái phần nhỏ bao giờ cũng nằm trên và cái phần lớn nó sẽ nằm ở dưới, nhưng mà chấm bê tông này trước đó đã bị gấp ngược rồi. Ok nha anh em, một nguyên nhân nha, một nguyên nhân bị kêu nè, xước lòng nè, lên nhớt rồi. Và cái phần này thì mình sẽ gớt cái chẻ này ra để cho anh em xem là nó bị lỏng lưng cái nào hay là mặt đạn cái nào. Ồ, cái này dệt nó đi qua đi lại, anh em nhìn nè. Ồ, nó lắc quá trời luôn. Bật đèn thì nắm nó lắc, sụt xịt luôn. À, mình mới vừa rút cái lốc ra. Rồi giờ mình cho anh em xem là cái dệt chúng ta. Nó nè, cái bật đèn thì nó nè, nhìn nè. Đấy. Thấy chưa, lắc bật đèn nha. Rồi xong anh em nhìn nè. À, cái dệt mà mình nắm, mình lắc vậy nè. Là rút ra được luôn nè, chứng tỏ là thấy không, cái lốc nó rất là lỏng luôn, nó bị lỏng lắc, lỏng lóc lên ra là nó sẽ bị giọng đó. Xe này là mình không, bây giờ mình phải ép dên nè, thay bài đạn dên, rút lốc lại luôn đó thì xe nó mới êm được. Còn bạc bê tông này thì mình sẽ thương lượng với chủ xe, các bạn bê tông này thì mình sẽ thương lượng với chủ xe đó. Một là chủ xe mà có tiền, cái điều kiện á thì thay cái lồng mới nha, thay cái lồng mới. Hai, nếu mà không đủ điều kiện mình sẽ đi đóng cái lồng lại cho chủ xe đó. Đó là có hai phương án, có tiền cái lồng thì em biết cái em cái lồng cái trái bê tông mà xe này phải trên 2 triệu nha. Nếu mà chủ xe không có tiền thì không phải ai cũng có tiền, biết rằng đồ ngãn có đồ zin thì nó xài nó ngon, nhưng mà nếu mà không có đủ điều kiện thì mình xài mình đóng mình xài mình nó cũng tốt, chứ mà không tốt anh em. Biết bao nhiêu chiếc xe ở ngoài đường giờ đang chạy lồng đóng đó, nhiều khi anh em nói là lồng kiến nó mới ngon thì đúng là lồng kiến nó ngon, nhưng mà nhiều khi anh em mua ngay chiếc xe lồng đóng anh em còn không biết được đó. Sao tại sao thì họ đã làm là bên trong mình sao biết được, chỉ lúc rã ra mới biết thôi đó. Cái này để sáng mai mình sẽ gọi điện mình sẽ thương lượng với chủ xe. Rồi bây giờ thì mình sẽ gom đồ lại để đi làm, sau khi làm xong mình sẽ cho anh em xem và quyết định của chủ xe là đóng hay thay nha. Đây là cái tay dên mình đi ép dên thay bảo đạn dên lại anh em. Xe này giờ mình mới đi lốc mình đã rút rồi, mình đã thả cái dây vô giờ nó rất là cứng luôn ha, mình rút cái dây này không được nữa, nó bót rồi. Để cho anh em xem này. Đây cái tài dây zin của Yamaha là của thằng No 5 No 6 á, như là 33S, giống như cái mã trên cũng như của Ro anh em, 33S này. Đây đó, mình thay cặp bạn đạn rồi. Còn cái lồng á thì theo đã tham khảo ý kiến của chủ xe thì quyết định là mình sẽ xem mình sẽ sấy lồng anh em, mà là sấy luôn. Đây mình đã sấy xong rồi cái trái bê tông này anh em. Tùy theo mỗi người và mỗi một cái điều kiện, không phải ai cũng có cái điều kiện giống nhau để mà xài đồ xịn hết, mặc dù là ai cũng muốn thôi chứ không phải là không muốn, nhưng mà tại vì điều kiện kinh tế của mỗi người thì mỗi lúc đó, nên cái này thì nhưng mà an toàn cái thật đảm bảo cao, mình vẫn đảm bảo cho xe này chạy, bảo hành cho anh em chạy làm trái ok, cho xe nước mát đầy đủ, thay phốt thay nước rồi hết đó. Đây là cái trái bê tông, cái trái sấy, tiền ít thì đồ nó không thể nào chất lượng cao, nên anh em cũng đừng hỏi nhiều, cái nào cũng có sự lựa chọn. Anh em có đủ những khi mà xe của mình á, mình có đủ điều kiện thì mình sẽ chơi đồ tốt nhất cho nó,
Còn nếu mà nhiều khi kinh tế mình eo hẹp thì mình có thể tạm thời làm đi đỡ. Đây, thì bây giờ mình sẽ bắt đầu gắp cái cục máy lại nha. Thay xe này là mình đã nói ngay từ đầu là ép gen, thay bằng đạn gen, do xe trước đó nó bị lốp bê một lần, và như hôm bữa mình tháo ra cho anh em thấy thì xe này nó bị gắp tông ngược nữa. Rồi thì xong, xe này mình đã sấy lồng tay sinh cam, như vậy thì mình bắt đầu gắp anh em. Thôi mình gắp máy xong rồi anh em, giờ cũng hơi chiều tối rồi, gắp xong hết thì giờ mình cũng nói về Goda cho nó được tiếng rồi, giờ để mình nổ máy là cho anh em nghe cái tiếng xe nó, mặc dù là máy còn hơi nặng nha, nên garanti nó còn hơi yếu một chút. Máy còn nặng anh em, nên garanti nó yếu. Đó, giờ thì mình sẽ nổ Goda tiếp tục cho nó. Thì máy nó còn nặng, garanti nó lúc còn chưa được chuẩn lắm, mình phải nuôi, tại vì do cái lồng mình lồng sấy mấy lồng đóng anh em, nên thường thì trái nó không được, nó không có nhẹ được giống như mấy cái lồng zin đó, nên thì mình hơi vui Goda cũng hơi lâu quá để cho nó nhuyễn máy lại thì xe nó sẽ ổn định hơn và garanti nó sẽ lớn hơn xíu nữa. Giờ thì mình sẽ Goda đây nha, rồi mình sẽ kết thúc cái video clip của mình tại đây. Mình mới vừa hoàn thành xong con xe Novo 6, nó làm lại bạc của tông ép gen hay đạn gen xanh cam, nó thay luôn cái bộ nồi trước của có xe bên đây nữa. Thì mình vừa mới lên hoàn thành xong để mình cũng vừa chia sẻ ít kinh nghiệm của mình anh em xem này, trước khi anh em ngã máy thì anh em phải kiểm tra được là cái xe mình nó có bị hư cái đế đệ không, này tiếng đế đệ nó cũng vọng cành nữa, thì mình kiểm tra đó trước. Nếu mà mình thay cái đó xong rồi mà nó im thì thôi, mình không cần phải rã máy, nhưng mà cái đó nó còn bình thường thì mình sẽ phải rã máy anh em. Giờ sau 7:49 phút Goda xong thì giờ cái xe chúng ta nó được im anh em, nó ổn định rồi nè. Rồi, mình vừa làm hoàn thành xong cái con xe Novo 6 này. Vậy cũng như mình vừa chia sẻ được cho anh em một ít cái kinh nghiệm nhỏ bé của mình. Mong rằng anh em thấy hay thì hãy nhớ like và subscribe kênh để ủng hộ mình. Mình sẽ làm thêm những cái bàn bệnh chia sẻ, mình gặp trực tiếp được nhiều bệnh xe, mình sẽ chia sẻ được những cái kinh nghiệm của mình đang làm xe cho anh em nào cần biết. Còn những anh em nào cao tay hơn thì có thể bỏ qua những cái clip của mình trước khi mà ném đá mình. Rồi. Chào tạm biệt anh em, hẹn gặp anh em trong những video clip tiếp theo. Nếu thấy hay nhớ like và subscribe kênh để ủng hộ mình nha.